Hello tất cả các anh em, bản mặt Thái lại xuất hiện nữa rồi. Chúc anh em ngày cuối tuần luôn tràn đầy năng lượng ha. Thái thì Thái đang đi tập thể dục buổi sáng trong cái công viên gần nhà nè anh em. Đây, đây là những cái trò chơi rất là dân dã ha. Nhưng mà này, ây da, bên kia nó mất cái ghế ngồi anh em. Trong lúc này thì Thái cũng nói luôn cho tất cả các bạn nghe, Thái nhận được một cái cuộc điện thoại của một người anh ở gần khu vực Thủ Đức của Thái luôn. Anh nói là qua nhậu anh em. Nhưng mà cái cuộc nhậu này khá là quan trọng. Vì sao? Vì người anh này chuyên về cá betta. Có nghĩa là anh ấy thì hiểu về một con cá betta khá là kỹ luôn. Từ về form nè, về màu sắc nè, về tất cả những kinh nghiệm của anh ấy khá là dồi dào. Anh ấy còn cả là một cái giám khảo của những cuộc thi cá betta anh em. Đó, ở đâu có những cái giải thi, cuộc thi cá betta anh ấy đều là ban giám khảo hết. Anh em nghe thấy thú vị không? Một người anh rất là tâm huyết luôn. Thì hôm nay Thái sẽ đột nhập vào nhà của người anh. Đó, nhậu là 9, quay betta là 10 anh em. Và chia sẻ của anh ấy là 11. Để cho những bạn nào mà cuồng betta, đam mê betta, hiểu thêm về một số kiến thức của những con betta nha mọi người. Ok, và bây giờ thì theo chân Thái, let's go, đi qua nhà của anh. Anh Tuấn cho mọi người. Ok, let's go. Bây giờ thì theo chân của Thái, đi ra lấy con chiến mã của Thái sẽ đi vào nhà của anh Tuấn nha mọi người. Ok ha. Cũng kế bên nhà, khỏi nón bảo hiểm luôn. Let's go nha anh em. Thái cũng chưa biết nhà đâu anh em. Thái chỉ biết cái khu vực này là gần đường 37, đường số 2. Đường số 2. Khu ở Lam Ma gì đó anh em. Đấy. Cầu trọng tải, cái cầu trọng tải 5 tấn này nè là cái hướng vô ngay chỗ bên cái shop của anh Tuấn nha. Biết chỗ nào ta, không biết phải chỗ này không, thấy đang đóng thùng, không phải anh em. Ai đằng kia, thấy có mấy con cá kìa. Thấy tấm bảng đằng xa xa có mấy con cá là biết rồi nha anh em. À đây. 29/58/4 đường số 4 khu phố 6 phường Trường Thọ Thủ Đức. À cái này là có YouTube Tuấn Beta Sale luôn nha anh em. Trời ơi, có thêm một nhân tài xuất hiện đó anh em ơi. Anh Nguyễn Văn Tánh ở khu chung cư Thanh Đa Bình Quế nè. Ủa anh qua đây, qua anh Tuấn làm gì, mua cá hả? Qua mua cá, bất ngờ vậy trời. Em đang, anh Tuấn anh mới rủ em qua nhậu nè. Sẵn em qua, em quay cái kinh nghiệm chia sẻ của anh Tuấn cho mọi người. Anh này phải nhà anh Tuấn không anh? Phải không? Đứng đây kêu luôn anh, gọi điện hả? Có bán cá không anh ơi? Hả? Có chuông hả? Lại bấm chuông nha mọi người. Đây này. Rồi. Vui lòng nhấn chuông hoặc gọi 0777 678 970. Dữ thiệt. Trời hôm nay bất ngờ anh em, đi qua đây tự nhiên gặp anh Tánh nè, người anh của Thái nè, khá thân thiết của Thái. Vừa mới tới cái gặp, cười te tét. Ôi. Qua nhậu là 9, review là 10, chia sẻ kinh nghiệm là 11, không say không về là 12. Ghê chưa? Đó, dung nhan. Dung nhan đây anh em. Rồi Thái sẽ bắt đầu đi vô ha. Làm mồi chứ anh. Làm mồi chứ.
Đây, để vô cắt xe nha mọi người. Wow, hoành tráng hoành tráng, cá quá trời cá luôn anh em. Chưa kịp cắt xe nữa nhìn là mê rồi. Trời ơi, quá dữ luôn, quá trời cá luôn trời. Nhưng mà nãy em nói với anh Tánh rồi, qua đây nhậu là 9, cá là 10, chia sẻ là 11. Quá dữ. Thôi ơi, nhiều vậy. Trời ơi anh em, nghe nhìn này, vừa vô cửa nhà là từ đây dài xuống dưới múc đằng kia luôn. Rồi bên đây nữa. Ôi ôi. Không, nhưng mà nãy giờ là thấy là nuôi cá ngộ ngộ nha anh em, trong cái bình, một cái bình nước suối anh Tánh. Trời ơi. Ủa vậy hả? Đâu đâu anh? À, nó ra ngoài này. Nó sẽ ra toàn bộ. À, có nghĩa là mình thay một lần luôn hả? Ồ hay vậy ta. À, là nước mình xử lý xong rồi cái mình cho vô đây. Đúng rồi, là nó châm lên mấy con cá này. Đúng rồi. Rồi khi mà mình xúc là mình gỡ xuống từ bình mình xúc. Không, xúc thì mình cứ để nguyên trên đây nè, xong mình lấy cái cọ hoặc là cái máy khoan gắn cọ á. Chọt vô. Hay vậy ta. Nói chung là như vậy thì mình đỡ được nhiều cái thời gian luôn á. Là nguyên ở đây luôn, nguyên hệ thống luôn anh. Hai cái này. Để Thái sẽ quay sơ sơ trước cho tất cả các bạn xem ha, những cái hệ thống này trước và những cái mô hình nuôi của anh Tuấn trước đi, rồi Thái sẽ đi cặn kẽ sâu vào những con cá cho tất cả các bạn xem. Bên kia là em thấy cái bình lớn hơn nè anh Tuấn. Cái này thì là cái dạng cũ anh xài á, mà do anh tiết kiệm chưa có đổi mô hình mới. Cái này thì mình xả tràn, đổ nước cho xả tràn ra. À, ừ, rồi xả tràn rồi con cá nó nhảy sao? Không, cá nó không nhảy đâu, đây có cắt này. À, mình cắt ngay chỗ này. Đúng rồi, thì cá nuôi vô thì mình xả tràn ra, mình cũng sẽ đỡ mất công thay nước. Mấy cái này cũng dạng xả tràn. Hay. Dạng cũ của anh, mà tiết kiệm mình cũng đổi cái mới. Cái này nó khớp luôn vô đây luôn, mình đang là không đổi. À. Cái này giống như vàng bên ngoài nhưng mà nó là bình 5 lít. À, thì ra là như vậy. Thành ra nuôi nó sẽ, cá nó sẽ khỏe, nó ok. Dạ. Nó cũng mở một van rồi. Qua nước ra. Ở đây là Dumbo ha. Các bạn, em quay cái thấy phân dơ cho mấy bạn thấy nè. Phân dơ nó sẽ chạy ra. Các bạn thấy nè, chạy nè. À, mấy cái phần ở dưới đáy nó chạy ra ha. Mỗi ngày ví dụ mình xiên thì mình cứ gạt một chút. Rồi mình chơi sao mình không chơi một cái đường ống để mình xả ra hồi kia, là hay là mỗi lần mình xả cái mình quất đầy nhà gì luôn anh. Hả? Có nước có tiền. Cho nó có nước có tiền hả? Trời ơi. Rất là công phu nha anh em đó. Từ một cái hệ thống nuôi như thế này á, thì anh em đỡ một cái công đoạn là phải biết chắc là anh em khi nuôi cá beta là anh em mệt nhất là cái giai đoạn mà xay nước nè, chà hồ, xúc hồ, những cái hồ kiến á, rinh khá là mệt đó. Rất là đơn giản ha. Rồi mình ra ngoài bên kia đi anh em, thấy cái dách bên kia cũng khá là nhiều cá, để mình quay tổng thể trước đi. À. Dạ. Dạ. Trời ơi, tan, mấy cái tan này là cá bầy ha anh? Cái tan này là khác với mọi người ha. Thái thì đã chơi ba cái tan xanh xanh bự bự, anh Tuấn thì anh chơi. Dạ, trời ơi quá trời luôn. Trời ơi, ông anh gần nhà nuôi thế này nè, một cái kinh nghiệm nuôi cá, rồi giám khảo những cuộc thi, rồi triển lãm tùm lum, không qua chia sẻ cho mọi người. Thái đi tút lút ở đâu không à? Đây. Đã lớn rồi trưởng thành để bán á. Dạ. Mình sẽ để đây, hay là khách nào đặt hàng thì mình sẽ đóng đi. À. Em thấy nãy giờ chủ yếu là dòng mấy con Head Moon đuôi 180 nhiều anh Tuấn ha. Head Moon, Dumbo, Head Moon nó đang nhiều loại lắm. Như Trident nè, đây là con máy của Trident nè, dòng khổng lồ á. Đây hả? Là con máy. Máy của Trident. Vào nhà mình xem. Dạ. Trident ha anh. Trident. Dòng này nó khổng lồ như này, nó mắc chưa? Mắc chưa? Maximum á. Chưa. Cái này chưa là hả? Nếu mà là sai gọi là trưởng thành thì nó chưa bự lắm. Dạ. Cũng bự, mình phải nuôi trong cái thùng 20 lít á. À. Tại vì hôm nay nóng cá thì bớt rồi, chứ bình thường ở đây là full á. Vậy hả? Cái này là rồng nè. Rồng. Này là rồng đỏ hả anh? Rồng đỏ. Rồng đỏ nha mọi người.
Trời ơi nhiều lắm anh em. Mới thì ôi khá là nhiều luôn, còn trong nhà nữa hả? Dạ dạ dạ, để em vô em tham quan chỗ, đẹp ghê anh em. Trước vô là thấy nấy ha, có một cái logo khá là đẹp nè anh em. Đấy. À cái kênh YouTube của anh Tấn này là hình như là Tấn Beta Sale luôn á mọi người. Đó, anh em nào mà muốn có những dòng cá VIP đẹp thì cứ vô đó mà nghiên cứu ha. Anh Tấn sẽ chia sẻ khá là ok trên đó luôn á. Còn Thái là Thái chỉ giới thiệu cho tất cả các bạn xem thôi. Hôm nay chính là vẫn là đi nhậu nha mọi người. Đây, trước đây thì anh em có một cái bàn ha, anh em có thể uống cà phê, nghỉ ngơi ở khu vực này. Đó, rồi, Thái sẽ đi vô ha, đi vô từ bên này trước anh Tấn. Để anh trưng bày. Cá máy thì anh cũng tách riêng ra từng keo, form bay kỳ đẹp rồi. Dạ, dạ, có dạ. Giá thành ở trên hồ luôn, mình mua mình không có sợ bị mắc hay rẻ. Ai này là máy Marble ha. Quá trời luôn. Để Thái đi dạo sơ một vòng cho anh em xem ha. Cái vàng hồ này cũng là vàng hồ có lọc nè. Lọc nè. Nó toàn bộ ở đây anh thường như sử dụng lọc hết là tại vì mình không có thời gian mình thay nước á. Anh em ơi, đó, anh em mà nuôi cá beta mà anh em chịu khó làm những cái lọc như thế này thì anh em sẽ đỡ cực khá là nhiều ha. Khi đó thì những cái hồ cá của anh em khá là trong nè. Rồi anh em không phải tốn nhiều thời gian, nhiều khi đôi lúc anh em muốn nuôi mà anh em không có thời gian thì anh em sẽ nhờ anh Tuấn setup cho anh em đó một cái vàng hồ hay là hướng dẫn chia sẻ cho anh em khá là thú vị. Có giá hết nha. Lúc ở trên đây nãy mình nói nè, đây là chai ảnh trống nè. Đây, chai ảnh nè. Ra là nó sẽ kè. Dạ. Đây là chai ảnh ha. Đây nữa là anh em. Là chai. Dạ. Con cá nó phải bự gấp 3-4 lần con cá thường. Trời ơi, ủa vậy nó có khác con gian không anh? Gian bự á hay là nó khác nữa? Gian là tiếng Việt mình đọc á, giống như là đọc cho vui là gian cho nó dễ đọc. Chai là tiếng Anh. Dạ. Đọc chính xác tiếng Anh là chai ảnh. Nó cũng như nhau thôi, người Việt mình hiểu chai ảnh là gian, hay là gian hoặc là khổng lồ. Dạ. Thì mấy cái này nuôi thì nó nuôi lâu tháng hơn, rồi cho ăn nhiều, cũng tịnh hơn. Khối lượng nước nó cũng nhiều hơn người ta nữa. Tại mình trưng bày mình để đây, chứ còn bình thường. Cái hồ nó cũng to hơn anh ha. Đây nó nè anh em, nhìn rất là ngầu nha. Cái dòng này thì anh em mê những con to to thì anh em chơi. Giá thì thấy cũng đã có trên những cái thành hồ rồi. Đó, anh em thấy nhỏ nhỏ trên kia không? Nhưng mà giá nó cũng không nhỏ lắm nha mọi người. Nhưng mà đối với anh em mà đam mê những dòng cá đẹp và những dòng cá hiếm, cá VIP như thế này thì một cái giá mình giá như này thì rất là dễ chơi đúng không mọi người? À. Rồi, Thái cũng sẽ quay sơ sơ một chút xíu nè. Đây ha. Thôi ơi, cái nước hồ cá của anh trong quá anh Tấn ơi, nhìn phiêu quá, nhìn đã quá. Chạy anh Tấn anh cười không, nhìn đánh đèn cho nhìn nó phiêu anh Tấn ha. Nhìn đã ghê nha. Trời ơi. Em nói thật luôn rồi đó, giờ em đi quay cá beta em vô một cái shop là cái shop này em thấy đẹp nhất luôn á. Em nói thật luôn. Không, cái đó em nói thiệt, em Thái thì anh em đã biết rồi ha. Thái rất là ngay thẳng. Nói chung có sao nói vậy thôi. Và Thái cũng xin nói một điều như thế này ha. Khi Thái đi quay, Thái review bất cứ cái gì giới thiệu cho anh em, cái đó là Thái chỉ chia sẻ cho anh em thôi. Còn anh em, ví dụ anh em muốn mua cái gì thì anh em cứ qua trực tiếp rồi anh em xem tận mắt. Và chứ anh em đừng có thế là mua xong rồi anh em lại nói là Thái đi review rồi giới thiệu rồi qua mua toàn là cái này cái kia như thế này như thế kia. Không có, Thái chỉ làm một cái video chia sẻ thôi. Anh em nào thích thì đến ha nha mọi người. Thái thì đơn giản thế. Rồi, Thái sẽ đi xuống những cái dòng mà khoảng tầm 3 tháng tuổi cho mọi người xem, 3 tháng tuổi hơn nhỏ nè. Mãi nha. Đấy. Nhiều lắm anh em. Nhìn khá là rõ nha mọi người. Anh em được biết là anh Tuấn là một cái người rất là nhiều kinh nghiệm trong về con cá beta như thế này. Và cũng đã làm rất là nhiều giám khảo trong những cuộc thi mà gọi là show những cái beta đẹp để đoạt giải á. Thì em không biết là ví dụ như một con cá anh đánh giá như thế nào, nó là từ form, từ màu sắc.
đơn, đánh giá đơn giản thôi để là con cá đó nó sẽ được chuẩn anh Tuấn. Thông thường là ở một cái con cá mà mình gọi là chuẩn tiêu chuẩn, tức là nó đẹp theo kiểu dự thi á. Dạ. Tiên con cá mình không phải bướng lỗi. Bướng lỗi ha. Lỗi thứ nhất là ví dụ như là đuôi răng cưa, vây hậu không có không thẳng không bén. Dạ dạ. Răng cưa hay là dính đuôi, à, hay là đầu muỗng, hay là gù, hay là vây lưng nó bị ngã. À. Bướng trên thân. À. Nó có rất là nhiều lỗi, hoặc là kỳ lưỡi rắn chẳng hạn. Dạ. Yeah. Những con cá mà nó không bị vướng những cái lỗi đó đó. Dạ. Thì mình gọi là con cá nó là form thi. Ồ, form thi. Ngoài chuyện thi ra thì nó còn có form đẹp, màu sắc nữa. Nó còn phải có màu sắc đẹp nữa. Wow. Hai là độ trình diễn. Độ trình diễn, à, bơi lặn là nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái người nuôi. À. Mình phải nuôi con cá nó thật sự là tốt, sức khỏe tốt. Dạ dạ. Nó mới có cái đủ cái sức khỏe để mà nó tham gia trình diễn suốt. À, thì ra như thế. Thế ví dụ con cá này đi, em đợi lại con cá này đi ha. Những con cá này thì ví dụ như mình nó có cái ưu và cái nhược như thế nào? Một con cá như thế này. À, thì ví dụ như mà mình nói về con này là con cá thi đi. Dạ. Thì đầu tiên là con này mình sẽ thấy là đuôi nó chưa xè kè ra nè ha. Dạ. Thứ nhất là vậy. Thứ hai á là khi mình nhìn sơ bộ mình sẽ thấy cánh cái kỳ đuôi nó bị dính, nó thì hơi dính nhẹ. À. Có thể là lỗi do lúc mà trong còn trong bầy khi mà nó bị cắn nhau á, yeah, thành ra nó bị dính đuôi, thì cái này sẽ là lỗi mà sẽ không nên mang nó đi thi. Yeah. Vây hậu nó cũng vậy, đó là thường là cá người ta để mà người ta thi cử á, thì người ta tắt keo từ rất là sớm để nó không phải vướng những cái lỗi mà cắn nhau đuôi. Có nghĩa là mình lên form sớm anh Tuấn ha. Rồi, mình thấy đẹp chưa cắn nhau là mình lên form sớm. Mỗi cái dòng cá chơi đó thì có một cái thang điểm nhất định anh em, giống như là ha, giống như betta nó khác thì cá rồng nó cũng khác anh em. Cá rồng đầu muỗng là tìm là giá hơi bị căng luôn á, còn mà betta đầu muỗng một cái là nó chấm thang điểm khác, cái là anh em cũng lệch vào chút xíu nữa rồi, đúng không mọi người? Rồi Thái sẽ đi qua bên này quay sơ sơ. Cái này mà nói thiệt với anh em á, Thái mà ở đây thấy quay từ sáng cho đến chiều chưa hết cá của anh Tuấn betta sale nữa nha mọi người. Nhiều quá. Đó anh em thấy chưa? Quá trời luôn. Dạ, khách đặt hết ha, có chốt hết ha mọi người. Đấy. Đó, có chốt ha. Bên này nữa. Nói chung là đa số là bên này là Red Fancy với Fancy Copper ha. Đúng rồi, Fancy Copper. Dạ. Bên này là Dumbo. Dumbo này. Ở đây cá thì sung lắm, mình học cái cây kè là nó kè. Dạ, dạ. Khá là nhiều dòng luôn anh em. Trời ơi anh em nhìn mơi luôn ha. Đây là Alien. Alien. Cái này anh thuần nước rồi đó. Thành ra là nó không có nhảy ra ngoài. Tụi này nó rất là nhát. À, Alien ha. Alien là cái màu nó sao anh, xanh đậm vậy hả? Màu nó giống như người ngoài hành tinh vậy đó. Rồi tụi này nó hoang dã, thành ra là à giống như là hoang dã Thái không? Đúng rồi, hoang dã Thái Lan. À. Thấy nó sung nó cũng nhiều cá ta. Dạ. Không rung luôn cho cái đèn led á. Không sao. Kệ không sao đâu anh. À là rồng ha. Bên đây. Dạ. Ma bồ. Trời ơi quá trời luôn anh em. Mê thiệt. Hát moon ha. Hát moon tại vì cái lượng khách anh là cái người mà họ chơi văn phòng hoặc là họ chơi á. Dạ dạ. Họ sẽ thích cái con hát moon này lắm. Mà hát moon á thì nó nhìn vô là thấy nó đẹp liền. Xòe ra nhìn nó đẹp liền. Dạ. Yeah. Những người bắt đầu chơi chuyên nghiệp hơn chút thì họ sẽ chọn đuôi ngắn, hoặc là họ không có thời gian trong thì họ sẽ chọn đuôi ngắn. Dạ anh Tuấn. Hát muôn thì lớp nào thì bắt mắt thì. Dạ. Hình như là mình đâu phải là mình chia sẻ những anh em trong nước chơi đâu, em thấy là anh Tuấn còn chia sẻ rất là nhiều anh em ở ngoài nước khá là nhiều đúng không anh? Ở bên đây thì anh cung cấp cá betta có chất lượng đó. Thì dạ. Nhiều quốc gia khác nhau, như là Mỹ nè. Dạ. Nhật Bản. Dạ. Dồ. Anh em này thấy không? Anh Tuấn á, là một người đi đầu ha, ảnh phát triển và lai tạo những cá betta cũng như là chia sẻ những cá betta ra tới Mỹ, Nhật, này, Canada, kể cả Thái Lan luôn một người. Một nước anh em láng giềng cũng rất là nhiều cá betta và lai tạo cũng khá là nhiều mà cũng có thể xuất qua bên đó nữa. Nghe khá là thú vị luôn. Thái thì Thái cũng xuất đi Mỹ á, mà đi Mỹ kho không mà anh em. anh Tánh cũng vậy nè. Đi đúng ạ. Rồi một ngày nào đó mình sẽ có những cái lượng dạ. công nhất định. Dạ dạ. Dạ. Ôi ơi quá trời luôn đó anh em.
một người anh á, một cái địa chỉ hồi nãy Thái đã có đầu Thái quay video cho anh em xem rồi, kể cả số điện thoại ha. Thật nguyên cái nhà khá là to luôn, anh em xem à, toàn là cá với cá với cá không. Đó, ra ngoài này cũng có nè. Từ tan, từ hủ, rồi Thái đi qua tới khúc ngoài này. Bên đây có cả chơi cá bảy màu nè, có SE luôn nè anh em. Đây có mấy xe lô thủy sinh nè, khá là nhiều. Ở đây thì chơi thêm, bảy màu chơi thêm. Nãy giờ thì Thái ấn tượng được là những cái hệ thống anh em, những cái hệ thống thay nước tự động, xử lý nước tự động khá là đơn giản luôn, nhưng mà đỡ cực cho anh em khá là nhiều. Anh em chỉ cần xả ống kia, rồi cái anh em xả những cái cặn á, rồi anh em lại thay nước vô. Đó, rồi cái hệ thống dưới kia là hệ thống chúng ta có thể lọc tràn xuống nè. Đó, rồi khi mà chúng ta muốn rửa ráy thì chúng ta sẽ vô sử dụng cái cây này. Đó, chúng ta sọt cho chúng ta rửa rồi chúng ta xả, rồi chúng ta lại tiếp tục là vô những cái nước mới. Đó, rất là đơn giản. Ở dưới đây thì có những cá phơm nè, phơm hũ nước suối nè, anh em thấy không? Đó, khá là chuyên nghiệp luôn anh em. À, trước giờ Thái đi quay là Thái thấy là cái khu vực cá của anh Tuấn Betasel này á, là độ chuyên nghiệp lên tới là đỉnh cao rồi nha mọi người. Rất là sạch sẽ nha, từ khu vực nuôi đó, anh em thấy không, khô ráo sạch sẽ. Đây có những cá bầy nè, em thấy nè, nước này là đã xử lý thêm nước lá bàn rồi. Ở đây thì có trại vi sinh chuẩn bị nước sẵn nè. Đấy, môi trường nước khá là tốt luôn nha anh em. Cá bầy thấy đấy là những con cá này là cũng to rồi nè. Đó, màu sắc thì lên cũng khá là ok rồi, nhưng mà chưa có phơm ra ha. Bên đây nữa nè. Đấy, khá là nhiều luôn mọi người. Quay thì khá là phơi, nói chung tại đây quá là nhiều á. Thái chỉ chia sẻ những cái mà đơn giản nhất để anh em xem cái video này nè, từ cái cách bố trí ha, hệ thống lọc ha, rồi dụng cụ nuôi cá betta này đó, rồi những cái kệ, rồi hệ thống cũng như là trong khu vực bên trong những cái hồ kiến thì cũng có xả lọc, là lọc bên hông này đó, rồi những cái kinh nghiệm thật là quý báu của anh Tuấn luôn, một người đã gắn bó với con cá betta này khá là lâu. Thái hy vọng là video này sẽ chia sẻ được những kiến thức thật là hay đó, về con cá betta, để cho những anh em mà cuồng betta này, đam mê cá betta, có thể phát triển một cái gọi là cái hệ thống nuôi, hoặc là tìm ra những con cá betta nó thật là ưng ý cho riêng mình luôn anh em. Đúng như cái mà nói, Thái nói ha, hôm nay là qua nhậu là chính nè, ngắm cá betta chia sẻ là 10-11 nha anh em. YouTuber nghèo nhất Việt Nam xử lý cái điện thoại là điện giật như quán bar nè. Dạ, không sao đâu anh, khán giả kênh em thấy em dân giả là thích những cái dân giả mình đơn giản nhất thôi. Rồi hôm nay là khá là vui luôn, em sẽ có nhiều lần em sẽ qua đây để chia sẻ những kinh nghiệm cho mọi người xem nữa, tại vì hôm nay là em cũng đi khá là gấp, với lại là hôm nay là mình cũng quay sơ sơ cho khán giả trước đi, chia sẻ. Hả? Hôm nay có làm mồi cho anh? Trời ơi, đã vậy ta? Trời ơi, hôm nay là cảm ơn anh rất là nhiều đã mời em qua đây, coi như là chia sẻ những video cho các bạn này, cũng như là một cái chậu nhậu khá là cây nhà lá vườn của anh Tuấn luôn. Thì không biết là anh Tuấn cũng có muốn nói điều gì đến những anh em mà đam mê cá betta trên kênh Thái Salem Vlog, cũng như là tất cả các bạn nói chung không? Thật ra thì mình cũng không có nhiều, mình gửi gắm đến anh em là cái bất cứ cái đam mê nào thì nó cũng đòi hỏi những cái sự cố gắng nhất định. Yeah. Và những cái sự khó khăn, nhưng mà mình cứ cố gắng, mình cứ đam mê đi, mình cứ tiếp tục, mình cứ làm đi, tới một ngày nào đó mình sẽ thành công thôi. Yeah. Nói chung là cái kiên trì, cái cố gắng nào lúc nào mình cũng phải trả giá lại cho mình cái ok trong người. Cũng như Thái hay đi quay video, Thái đã nói với tất cả các anh em rồi đúng không, chúng ta hãy đốt cháy nó đi, đốt cháy lửa của chúng ta đi. Đó, khi một
đến một ngày nào đó thì chúng ta sẽ được đền đáp thôi. Cũng như là anh Tứng nè, một người rất là điển hình ha. Đó, một cái hệ thống, một cái shop, một cái trang trại cá bát ta, hoặc là quy mô, hoặc là hoành tráng, để đem đến những dòng cá tốt nhất, chia sẻ ra cho tất cả các anh em trong nước cũng như ngoài nước. Một lần nữa thì em cảm ơn anh Tứng rất là nhiều. Chúc cho anh Tứng nè, lửa đam mê còn mãi nè, bắt tay anh hái ha. Rồi mang đến những dòng cá thật là tuyệt vời cho tất cả các anh em luôn. Các anh em nào muốn liên hệ với anh Tứng thì cứ xem đầu video của Thái, có những số điện thoại cũng như là cái địa chỉ cụ thể ha. Còn bây giờ thì anh Tứng nè, Thái cũng như là anh Nguyễn Văn Tấn vẫn còn đang đĩa cá anh em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Ok.